Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Bình. Alo. À đây đây. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Một lần giao hợp và giờ lên cái tức cái buông dưới á. Vâng. Là do đăng ạ. Vâng. Hiện tượng đó lâu chưa hả anh? Được khoảng hơn năm rồi. À, hơn một năm nay. Chắc là anh cũng chưa đi khám ở đâu đúng không ạ? Vâng. Vâng. Bác sĩ của chương trình chúng tôi là chị Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời bác sĩ. Vâng. Tôi chào anh. Dạ. Vâng. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Là 53. 53 hả? Chị nhà anh thì bao nhiêu tuổi ạ? 49. Anh có nói là chỉ khi anh quan hệ tình dục với vợ thì mới có cái triệu chứng khó chịu đấy thôi. Còn lúc bình thường thì nó có cái khó chịu đấy không anh? Không, bình thường thì nó không. À, bình thường thì không bị đúng không? Kể cả vâng. Lúc mà đã muốn tiểu rồi nhưng mà vâng. Lúc đấy anh chưa đi tiểu được ý. Tức là kể cả bàng quang nó có căng một chút thì anh cũng không bị đau gì gì. Vâng, không, không đau gì hết. Vâng, chỉ có liên quan đến chuyện xuất tinh thôi. Vâng. Vâng, thì khi nào mà quan hệ tình dục và đến lúc chuẩn bị xuất tinh thì anh cảm giác là nó đau ở bàng quang hay là đau ở cơ quan sinh dục ạ? Đau ở cái bàng quang á, khó chịu, tức. Nó tức cơ hả? Sau đó anh có vâng. Cảm giác muốn đi tiểu không? Không, nó tức một tí rồi hết thôi. Tức một tí rồi hết. Vâng. Vâng. Ừ, ngoài cái triệu chứng đấy thì anh có cái biểu hiện gì bất thường không ạ? Ví dụ cơ quan sinh dục có gì bất thường không hay là anh xuất tinh có cái gì bất thường ở trong tinh dịch của anh không? À, có, nó tinh dịch nó ra thì có lúc nó ra rất yếu mà loãng. À, thực ra cái tinh dịch của anh là anh cũng tự cảm thấy là nó không được bình thường như trước đúng không? Đúng rồi. Ừ, cái việc mà các cái triệu chứng đau mà nó liên quan đến xuất tinh ý, thì chủ yếu là các cái bệnh lý của hệ sinh dục. Ví dụ như là ở tuổi như của anh có thể là do tiền liệt tuyến, có thể là do túi tinh hoặc là do tức là những cái bệnh lý của cơ quan sinh dục ấy ạ, thì nó có thể gây ra cái triệu chứng như vậy. Mặc dù cái triệu chứng của anh nó thực ra nó cũng không phải là rõ ràng. Tuy nhiên tôi nghĩ là ở một cái người như anh 53 tuổi thì anh nên đi kiểm tra nam học đi nhá. Anh đi kiểm tra nam học ở Quảng Bình thì có lẽ là anh phải lên đến bệnh viện tuyến tỉnh ạ. Ở đó thì các bác sĩ người ta sẽ phải siêu âm cho anh. Thế rồi kiểm tra thêm một số các xét nghiệm hoặc là khám cho anh nữa. Và lúc đó thì mới có thể có hướng cho anh đó là bệnh của hệ tiết niệu hay là của hệ sinh dục. Bởi vì nó liên quan đến hoạt động sinh dục cho nên có thể nó bệnh lý ở hệ sinh dục nhiều hơn anh ạ. Thế nhưng có một số các cái bệnh lý mà liên quan sinh dục tiết niệu nó cũng liên quan đến nhau. Ví dụ như là những bệnh lý thần kinh chẳng hạn. Khi mà anh hoạt động tình dục thì cơ thể mình nó ở trong trạng thái kích thích rất là cao. Thì có thể nó cũng liên quan đến yếu tố thần kinh. Tức là nó có cái đám rối thần kinh mà nó điều khiển cái hoạt động của hệ sinh dục tiết niệu ấy. Thì khi mà nó ở trong trạng thái kích thích như vậy, nó phần nào nó cũng có thể kích thích cái bàng quang của anh. Nó khiến cho anh có cảm giác là đau hoặc là tức, hoặc là chỉ cảm giác như muốn đi tiểu. Nhưng thực ra không phải là do nước tiểu đầy ở trong bàng quang, mà là do cái đám rối đấy nó phát ra tín hiệu như vậy. Lúc mà nó thoát ra là nó mới tức thôi. Vâng. Thế thì cho dù như thế nào thì nó cũng là không bình thường rồi, đúng không anh? Thế và nó làm cho mình khó chịu như thế thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng quan hệ tình dục của anh. Thế nếu có điều kiện thì anh nên đi kiểm tra đi nhá. Anh kiểm tra nam học được là tốt nhất anh ạ. Nam học. Vâng, kiểm tra khám nam khoa ấy ạ. Bởi vì thực ra cái đấy thì nó hơi khó cho anh một chút, tức là không phải chỗ nào cũng khám được. Chính vì thế mà tôi cũng muốn là anh lên đến bệnh viện tỉnh, đó là vì như thế. Có điều kiện thì người ta sẽ kiểm tra cho anh ở trên đấy thì hy vọng là sẽ tìm được ra là nó do nguyên nhân gì thì lúc đấy mình mới điều trị được anh ạ. Vâng, chúc anh sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải.